Ok. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn về cái máy bắn bằng hơi ga Manding. Đấy, rất tiện ích. Và sau đây tôi sẽ xin giới thiệu về cách lắp. Nó đằng sau là để lắp bình ga, để lắp pin. Đây là bộ sạc của nó. Đây là pin 8.4V. Đinh của nó nhé. Và đây là bình ga mini. Đi kèm với một hộp đinh của nó là 1.000 cái đinh. Trong đây có một bình ga rồi nhé. Đây, mình lắp vào như này. Khi các bạn lắp thì các bạn phải để ngửa cái bình ga này và vào cái lẫy ở trong này. Đấy, như này là được rồi. Và lắp pin. Pin của bạn là hai cục nhé. Một pin dự phòng. Đó, lắp vào đây. Khi đèn sáng thì mới được nhé, còn nếu đèn mà không sáng thì là không có pin nhé. Hết pin thì các bạn phải sạc lại. Và đây là cái lẫy để lắp đinh. Pin thì lắp vào khe này. Đây. Đây. Khi các bạn lắp cho vào như này rồi, các bạn phải bóp cái lẫy này xuống thì cái đinh này nó mới vào được trong nòng nhé. Đây, cái lẫy của nó đây. Đấy. Nhà ra này. Hôm nay giờ tôi sẽ test thử cho bạn khi bắn vào gỗ. Khỏe. Bắn rất mạnh. Nó xuyên cả bên. Bây giờ tôi sẽ test vào đá, vào gạch, vào sắt trước đi. Này. Xuyên luôn. Bây giờ test vào gạch đá nhé. Đấy. Xuyên luôn, cực khỏe, cực mạnh. Đâu? Đây. Thử lại một lần nữa cho sát đi. Đấy.